còn rất là tệ. Bất ngờ đúng không ạ? Thì đúng rồi, bất động sản không tăng được. Và Trung Quốc thì giá thép giảm khủng khủng khủng, giảm khi kinh kinh xuống. Ngành bất động sản thì đóng băng lại, không có mua bán được cái gì, không xây dựng mới. Thì sao sao mà thép xây dựng nó phát triển được?